ngày 21 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú B tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tổ trật tự đô thị phối hợp với các ngành chức năng thành phố tuần tra tuyên truyền nhắc nhở các hộ mua bán không lấn chiếm lòng lề đường, không để dù, bạt che khuất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường Hoàng Diệu, Trưng Nữ Dương, Nguyễn Văn Thoại. Bên cạnh đó, lực lượng hướng dẫn người dân sắp xếp hàng hóa không lấn chiếm vỉa hè, trả lại lòng đường vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Song song với công tác tuyên truyền để người dân chấp hành, các lực lượng chức năng tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân, nhất là các hộ kinh doanh, hộ nằm dọc hành lang các tuyến đường không lấn chiếm hành lang vỉa hè để sử dụng vào mục đích mua bán hàng hóa, bày bán dọc tuyến đường, thực hiện nghiêm các quy định về trật tự đô thị. Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nhu cầu kinh doanh buôn bán của người dân sẽ tăng cao, nguy cơ tái lấn chiếm lòng lề đường để bày bán hàng hóa là rất lớn. Vì vậy, các lực lượng chức năng và chính quyền phường Châu Phú B sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm hành vi cố tình vi phạm. Đồng thời, người dân cũng cần nâng cao ý thức duy trì đường thông hệ thoáng, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.